Chào các em, hôm nay cơ thể hạnh Nhà Lạc sẽ dạy chúng mình cách hỏi về quốc tịch và quê quán. Đây là những mẫu câu mà bắt buộc phải sử dụng khi mà chúng ta muốn làm quen với một người bạn mới. Để hỏi quốc tịch thì người Trung Quốc sẽ hỏi là 你是哪国人? 你是哪国人? Còn để hỏi về quê quán thì người Trung Quốc sẽ dùng mẫu câu 你是哪里人? 你是哪里人? Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể dùng câu hỏi ma, đấy chính là chủ ngữ cộng với sư rồi cộng với lại cái từ mà mình muốn phỏng đoán là họ là người vùng nào hay là nước nào rồi cộng với ma. 你是越南人吗? 你是越南人吗? Bạn là người Việt Nam à? Hay mình có thể phỏng đoán về vùng miền, quê quán, mình sẽ hỏi là 你是河内人吗? 你是河内人吗? Bạn là người Hà Nội à? Đó chính là những mẫu câu hỏi về quốc tịch quê quán, chúng mình cần học thật kỹ nhé. 好，同学们再见。